Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Duy Anh, 37 tuổi ở xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo hội đồng xét xử, vào tháng 1 năm 2021, Phạm Duy Anh mua xe ô tô để chạy dịch vụ. Phạm Duy Anh đăng ảnh xe trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng. Cuối tháng 4 năm 2021, thông qua mạng xã hội, Phạm Duy Anh quen với một người tên Phúc. Phúc cho biết đang tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để qua Campuchia làm việc. Những người khác có nhiệm vụ đưa người Trung Quốc qua biên giới, còn Phúc có nhiệm vụ đưa người Trung Quốc từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Duy Anh và Phúc thỏa thuận khi có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thì Phúc sẽ thuê Phạm Duy Anh chở, mỗi chuyến 27 triệu đồng. Mỗi chuyến Phúc đưa trước 10 triệu đồng cho chi phí ăn uống, nếu chở thành công sẽ đưa thêm 17 triệu đồng. Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 5 năm 2021, Phạm Duy Anh được Phúc thuê chở 2 lần, gồm 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Lần thứ nhất, Phạm Duy Anh tổ chức đưa 5 người Trung Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh chót lọt. Lần thứ hai, Phạm Duy Anh tổ chức cho 6 người Trung Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đến Nghệ An thì chuyển 3 người Trung Quốc sang xe khác, còn lại trên xe chở 3 người Trung Quốc. Xe của Phạm Duy Anh vào đến khu vực Đèo Nại thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt giữ.